vô luận nói như thế nào cái này luôn luôn chuyển tốt cho dù là chính hắn cũng không có đường tam năng lực như vậy đường tam kỳ thật muốn hỏi nhất chính là tu luyện tới tam giai có phải hay không có bình cánh nhưng hắn lúc này lại không tiện nói nếu không nhất định sẽ bị vương diên phong hoài nghi hắn dự định hay là chính mình đi thí nghiệm một chút lại nói dù sao thì hắn phương thức tu luyện cùng với yêu thần biến là không giống nhau tốt vậy người cứ như vậy tu luyện tận lực tăng lên huyết mạch trì lực một tháng sau ta sẽ đối với tu luyện của các người tiến hành một lần xác định và đánh giá nhìn xem lực lượng của các người cường độ vương diên phong nói xa lão sư ta có thể hỏi cái vấn đề không đường tam mở miệng nói ngươi hỏi đi vương diên phong gật đầu đường tam nói lão sư trên yêu tinh đại lục yêu quái tộc cùng với tinh quái tộc cường đại nhất là bao nhiêu sai vương diêm phong sửng sờ một chút hắn hiển nhiên không nghĩ tới đường tam sẽ hướng ra vấn đề như vậy nhìn xem trước mặt cái này có chút ngầy gò nhưng đôi mắt rõ ràng muốn so với những người khác sáng tỏ một chút tướng mạo thành tú hai tử hắn nói truyền thuyết là cấp 12, vô cùng vô cùng cường đại nếu quả như thật sự có trong truyền thuyết tổ yêu tồn tại hắn thực lực có thể hay không tại cấp 12 trở lên ta cũng không rõ ràng nghe hắn đường tam trong lòng không khỏi chấn động lập tức liền có phán đoán tại đường tam nguyên bản trong thế giới coi đấu la đại lục kia đối ứng thế giới này người bình thường có thể tu luyện tới cấp bậc cao nhất hắn đã là cửu sai tay hướng lên trên chính là thần cấp nếu như nói là bên này là cấp 10 cấp 11 cấp 12 cũng đúng là đối ứng thần chi cấp 3 thần chi cấp 2 cùng thần chi cấp 1 mà thôi nó một cách khác trên yêu tình đại lục yêu quái tộc của mối tình quái tộc là có thể tù luyện đạt tới thần chi cấp 1 trình độ nếu là như vậy pháp lâm tình bên trên có năng lực khổng lồ tuyệt đối là hắn thấy qua địch tiêm trình độ nếu như cái gọi là tổ yếu là cao hơn thần chi cấp 1 cấp độ, vậy sẽ phải đụng chạm đến chính mình nguyên bản chỗ thần vương cấp bậc kia. Mà ở chỗ này, hẳn là không có cảm giác được có thần giới. Không có thần giới chỉ là dựa vào viên tinh cầu này liền có thể xuất hiện thần vương cấp độ cường xả nói. Vậy liền mang ý nghĩa, viên tinh cầu này bản thân năng lượng tầng cấp chính là thần giới tầng cấp kia, còn không phải bình thường thần giới. Chính mình thật sự là đã tới chỗ tốt. Muốn tại dạng này cấp độ địa phương xoay người làm chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nghĩ tới đây đường tàm khỏe miệng không khỏi hơi có một chút cổ quắp một chút, không có biện pháp nào khác, từ từ sẽ đến chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vương Diên Phong lúc này là đường tam năm người dẫn đạo trong phòng làng biến tu luyện, liên để mỗi người bọn họ trở về phòng tu luyện. Cho đến lúc ăn cơm tối, Vương Diên Phong hướng về Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam nói, ta muốn một chút vẫn là phải cho các người đặt tên, để cho các người có thể có thuộc về chính mình danh tự. Các người nguyện ý không? Nguyện ý, Vương Đại ngu ngờ gần đầu. Vương Nhị thì là nháy mắt nói, có thể, vương tam tại trong nháy mắt người ta là cao nhất, so với đường tam còn cao hơn, lại bị thường là gầy như là cây gậy trúc đồng sám. Được cứ như vậy đi, được rồi, vương đại trừng vương tam một chút. Rồi, vương tam xấu như có chút sợ vương đại chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Vương Diên Phong nói, Vậy cứ như vậy ta cho các người đến muốn cái danh tự Vương đại về sau ngươi liền gọi là vương siêu đi Vương nhị liền gọi là vương trung Vương tam mà nói Liền gọi là vương tiểu lỗi đi Vương siêu vui vẻ nói Quá tốt rồi tạ ơn lão sư Ta suốt cuồng có tên của mình Vương Trung nhảy nhai, nhai mắt không nói gì nữa Hắn cũng rất gáy nhưng cùng với Vương Siêu Vương Tiểu lỗi so sánh Hắn lô xa muốn lội nhiễm một chút Không phải khiếp đảm cái loại trùng loại kia Ba người bọn họ ở bên trong Đối mắt với trận kia tế tự thời điểm Đường Tam chỉ ở Vương Trung trong ánh mắt bắt được cứu hận, Mà không phải đơn thuần e ngại Vương Tiểu lỗi cau mày nói Ta là ai bà chúa có phải hay không rất khó viết Người làm sao nhiều lời như vậy Cứ như vậy đi Tạ ơn lão sư Vương siêu trưởng vương tiểu lỗi một chút Một bố đại ca bộ sáng Hắn lúc đầu tiên là niên kỳ cũng rất lớn Đường Tam để lão sư cũng cho người lấy cái danh tự đi Vương siêu hảo tâm nói Đường Tam lắc đầu nói Không cần Tao gọi đường Tam rất tốt Ồ oh, được rồi, cứ như vậy đi, ăn cơm Ăn xong cơm tối, riêng phần của mình trở về phòng tù liên Vương xa bao huynh đệ này hay là cần vương diên phòng tự mình đi dẫn đạo Mới có thể tiến nhập trạng thái tù liên, đường tam thì tự nhiên không cần Làm cho vương diên phòng kinh ngạc hơn Chính là trẻ qua hắn một lần dẫn đạo đằng sau Lăng mộng tuyết vậy mà cũng có thể tự hành kích phát sao huyết mạch tiến hành tù luyện. Đây cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn đêm dần khuya khoanh chân ngồi ở bên người là đường tam chậm rãi mở hai mắt ra đối diện trên giường vương trùng vẫn như cố tu luyện được 10 phần chăm chú khi tất cả người 10 phần bình ổn đường tam có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết mạch đang rung động trong mơ hồ chung quanh thân thể có phòng nguyên tố ba động Đường Tam lặng yên ngồi xuống giường, ánh mắt trở lên trên sóc bén. Tại năm cái hài tử bên trong, tuổi cô hắn nhiều trước thật ra là nhỏ nhất. Vương Siêu đã có 17 tuổi, Vương Trùng cũng có 14 tuổi, Vương Tiểu Lối 12 tuổi, Lăng Mộng Tuyết 10 tuổi, chỉ có hắn là 8 tuổi. Sinh hoạt suốt cuộc có cải biến ít nhất là ăn ổn không cần lại lo lắng trở thành đồ ăn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Thời gian 3 năm, hắn cho mình cũng chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm sau chính là sờ đi nơi này thời khắc, đồng thời cũng là báo thủ thời khắc hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ phòng lăng trấn quảng trường phương hướng kia vô ý thức bạo gấp đơn đầu vì kia hắn chỉ ở trong trùng đường một tháng là mẹ chết tại trong phòng lăng tộc trong tay cái này cũng đã là chú đính hắn cùng yêu quái tộc ở xưa không có bất luận cái gì chuyện tròn chỗ trống Đường Tam lặng lẽ đẩy ra cửa sổ chật lách người, xuyên cửa sổ mà ra, cẩn thận hơn cẩn thận đem cửa sổ đóng kỹ. Mặc dù Vương Diên Phong tu vi cao hơn hắn, nhưng bằng mượn nhờ hắn từ bên trên từng cái thẻ mang tới đường môn tuyệt học, hắn có nắm chắc không bị phát hiện. Đường Tam lặng yên tiến lên, Từng bước một cách xa chỗ ở, hắn không có hướng ra phía quảng trường phương hướng kia đi, bởi vì hắn sợ chính mình tới quảng trường bên kia, nhìn thấy dưới tế đàn hải cốt sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn dọc theo bên tướng, âm u nơi hẻo nánh tiến lên trên, cẩn thận từng ly từng tí một ẩn xấu đi thân hình của mình. Lúc trước hắn liền đến qua phòng lang trấn rất nhiều lần Mặc dù không nói được đối với tất cả địa phương đều quen thuộc Nhưng mọi người đại bộ phận địa hình vẫn là rất rõ ràng Rất nhanh hắn liền đi tới một tòa khá lớn thạch ốc phụ cân Xa xa liền có thể nhìn thấy thạch ốc kia đèn đuốc sáng trưng Còn có thể nghe được bên trong âm thanh huyền náo nếu như dùng kiếp trước ánh mắt đến xem đây chính là một cái quán rượu trên thế giới này rượu là cái dạng gì đường tam cũng không rõ ràng nơi này chính là phòng làng trấn bên trên đám phòng làng thích nhất tới địa phương Lúc này trời cũng đã khuya rồi, nhưng nơi này vẫn như cũ rất náo nhiệt. Cái này cũng mang ý nghĩa đường Tam đã tìm đúng địa phương. Hắn tay âm ủ trong góc ngồi xuống yên lặng nhìn chăm chú lên kiểu tử quán phương hướng, lặng lặng chờ đợi lấy. Có lẽ là bởi vì thời gian đã rất muộn, hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Trong tiểu quán mấy cái thân ảnh cao lớn cầu kiên đáp bối đi xa, âm thanh của bọn hắn rất lớn lại mơ hồ không rõ, rõ ràng là có chút uống quá nhiều mấy cái này phòng lang vừa lý một bên cạnh cười mắng lấy cái gì đường tam đưa mắt nhìn bọn hắn đi hướng trong chấn tại chỗ ngã ba đám phòng làng tách ra riêng phần của mình về nhà. Đường Tam quyết định một cái thân hình trung đẳng phòng làng cấp tốc đi theo, hắn nhẹ nhàng nhẹ chân ra tay, mà đối phương lại uống rượu quá nhiều căn bản cũng không có bị phát hiện hắn. Phòng lang tống từ thân hình bên trên cơ bản liền có thể phân biệt ra được tu vi cao thấp. Bình thường thân hình nhỏ bé, đó chính là nhị dài phòng làng, thân hình cao lớn chính là tam dài, đặc biệt duy dáng trắng mới có thể là cấp bậc cao hơn. Nhưng ở trong phòng làng trấn, đặc biệt hùng trắng phong lang ít càng thêm ít, thân cao 3 mét có hơn cũng chỉ có phòng làng trấn lãnh chúa một cái mà thôi. Đường Tam tuyển định mục tiêu này là một cái tam dài phong lang, là phong lang chấn biên triển phổ biến tồn tại cường tráng phong lang. Đường Tam bước nhanh ra đuổi theo, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng lang sau lưng, Tay phải hướng về cái kia phong làng có một chút lào đảo chân làm ra từng cái dẫn dắt động tác Như hòa huyền thiên công năng lượng Lấy đường môn tuyệt học khống hạc cầm lòng chỉ pháp phóng thích mà xa Cái kia phong làng dưới chân một cái lào đảo lập tức liền muốn hướng về phía trước bổ nhào Nhưng mà tam giai phong làng thân thủ nhanh nhẹn Cho dù là tại uống sai tình huống phía dưới Cũng vô ý thức hai tay chống đất liền muốn bắn lên Đường tam bắt chính là trong chốc nhóng này cơ hội Hắn phi thân mà lên Mũi chân tại cái kia tam giai phong làng eo bên trên nhẹ nhàng điểm ra một cái Đối với loài sói, sói loại này động vật tới nói Phần eo đều là bọn chúng yếu ớt nhất địa phương Phong lang là mặt lang yêu, nguyên lý cùng loại Cái kia phong lang bị đường tam một cước này đá trúng eo Thân thể lập tức mềm nhũn lên hướng ra mặt bên ngã xuống Trong miệng vừa muốn mắng Phía sau cổ cũng đã bị đường tam huyền ngọc thủ nắm Huyết mạch bị phong tỏa trực tiếp hôn mê đi Một loại này động tác nhanh vô cùng Trước sau chỉ là hai ba giây Cái này tam sai phong lang liền đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất Đường Tam quan sát bốn phía một chút, không có cái gì động tĩnh, lập tức kéo lấy cái này Tam sai phòng làng đến chỗ tối tăm, tay phải ấn tại trong phòng làng trên ngực. Trải qua mấy năm tu luyện đối với phòng làng tộc trong huyết mạch phòng nguyên tố, Đường Tam hay là hết sức quen thuộc, huyền thiên công lực lượng chú người đối phương thể nội, hắn lập tức liền cảm nhận được trong huyết mạch phòng nguyên tố tồn tại. Làm cho đường tàm có một chút vui mừng chính là con sống phong làng huyết mạch trị lực so với hai năm trước cái kia hai cá chết đi phượng sói huyết mạch trị lực nồng đặc nhiều. Huyền thiên công năng lượng tiến cho người ta có thể nội đằng sau, không khách khí chút nào. Đối với mấy cái này huyết mạch trị lực tiến hành thôn phệ, cùng với hắn nguyên bản hấp thủ bộ phận kia phòng nhận năng lượng lạc ấn cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng lập tức liền có một chút xung hợp xu thế, cứ việc tại trong quá trình xung hợp có chỗ tiêu tán, có thể đường tàm rõ ràng cảm giác được chính mình phòng nhận khí thức ba động mạnh lên không phải phòng nhận bản thân cường đại mà là cái kia thuộc về phòng nhận lạc ấn mạnh lên cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn dùng huyền thiên công đi chuyển hóa phòng làng huyết mạch trì lực có thể chuyển hóa ra càng mạnh phòng nhận mà nhất làm cho đường tam vui mừng chỉ là nương tựa theo lấy cỗ năng lượng này dùng người hắn huyền thiên công đệ tam trọng bình cảnh xúc của là có buông lỏng dấu hiệu